Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh đồng hồ chính hãng Master Time. Vẫn là em Khang đây. Hôm nay em sẽ gửi đến cho anh em một mẫu đồng hồ đến từ một hãng khá nổi tiếng trên thế giới. Tuy tuổi đời còn khá non trẻ, tuy nhiên hãng này đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu sắc với những chiếc đồng hồ có những phong cách thiết kế rất là độc đáo, có 102 trên thế giới, đó chính là Digit, là đứa con tinh thần của Emmanuel Digit. Được thành lập vào năm 2010, Digit tạo ra những chiếc đồng hồ được xem là có hình dạng rất là kỳ lạ, với những đường cong hình học điên rồ, độ nhận diện thương hiệu cũng vô cùng tốt. Từ cái hộp đồng hồ thì đã có một sự khác biệt với những hãng đồng hồ khác, và đây là hộp đồng hồ của em Digit. Thì nó có hình dạng như là một cuốn sách vậy. Trong này sẽ có sổ và sẽ có cạc của đồng hồ. Và trước mắt anh em là ba mẫu Digit thuộc dòng OT, theo thứ tự là OT1, OT2 và OT6, với chữ OT có nghĩa là Organic Time. Và hôm nay em sẽ review kỹ về em OT1 này. Nhìn trực diện thì đồng hồ có thiết kế vòng bezel có hình lục giác, được bo cong mềm mại ở các cạnh, một phong cách thiết kế đặc trưng của dòng OT của Digit. Bốn ốc lục giác được bố trí ở bốn góc khác nhau, tạo nên một sự chắc chắn. Từ khung bezel đến lớp kính thì phải đi qua một lớp thép pha xước có màu khác nhau với màu bezel, tạo nên sự tương phản, đồng thời tạo nên một cái viền cho lớp kính sapphire hình vòm. Càng vấu là một chi tiết đặc biệt trên mẫu đồng hồ này, một dạng hình học uốn lượn mà trước giờ chưa từng thấy trên bất kỳ mẫu đồng hồ nào. Càng vấu này cung cấp một bề mặt phẳng có thể sỏi dây đồng hồ qua, bởi vì mẫu đồng hồ này không có tay càng gắn dây. Ngoài ra, với cấu trúc hình học bo tròn như thế này thì khi ta đeo lên tay, nó sẽ tạo cho ta một cảm giác đó là chiếc đồng hồ này nó sẽ khá là ôm vào cái cổ tay. Phần bên phải hãng sẽ bố trí một cái núm vặn khá là to, còn bên trái thì sẽ được bố trí huy hiệu OT1. Cũng giống với nhiều mẫu 7 Friday thì mặt dial trên mẫu đồng hồ này cũng khá là phức tạp, với nhiều lớp xếp chồng lên nhau. Theo nhà sản xuất thì dòng này có 4 lớp. Phần dưới cùng ta sẽ thấy một bộ chuyển động Miyota 82S7. Tầng dưới cùng là số 12, 6 được bố trí theo đúng vị trí chỉ kem giờ. Theo đó là dòng automatic được nằm ở theo hướng từ 2 đến 3 giờ. Ở hướng 9 đến 10 giờ thì hãng sẽ bố trí một phản quang màu xanh lá cây. Tầng tiếp theo là chỉ thời gian kim phút, tuy nhiên hầu hết đều biến mất, chỉ còn hiển thị từ phút thứ 7 đến phút thứ 14 và từ phút thứ 38 đến phút thứ 44. Cũng trên lớp này thì ở vị trí 3 đến 5 giờ thì là một mảnh thép mỏng được mài phai xước hình tam giác, hiển thị vòng cung 10 giây. Lớp tiếp theo là kim dây có hình ngôi sao 6 cánh màu vàng với những chi tiết hữu cơ mỏng manh, được gắn trên khung xương thép đen chạy từ vị trí từ 4 con ốc lục giác. Thay vì hãng sử dụng những mẫu kim thông thường thì bây giờ kim giờ và kim phút có dạng hình hữu cơ, đó là hình những chiếc lá màu xanh tươi, nhìn khá là đẹp, được phủ một lớp dạ quang làm nổi lên với tổng thể mặt dial màu đen. Đặc biệt là kim dây kết hợp với bộ khung xương bên dưới tạo cảm giác như là những chiếc lá được gắn trên cành vậy, nhìn rất là độc đáo và rất là đẹp. Tuy nhiên, để xem giờ trên mẫu đồng hồ này thì anh em mình phải cần thời gian để làm quen. Để tăng lên sự linh hoạt và cá tính thì mẫu dây trên đồng hồ này được làm từ chất liệu canvas, và bởi vì dòng này được thiết kế theo kiểu sợi dây cho nên là khá là khó để lựa chọn dây bên thứ ba đã đeo. Tuy nhiên, trên thực tế thì mẫu dây này nhìn khá là chắc chắn và khá là bền bỉ. Mặt sau mẫu đồng hồ này sẽ được đậy kín với lớp thép không rỉ. Trung tâm của mặt sau sẽ là dòng 50m, đồng nghĩa với khả năng chịu nước lên đến 50m. Ở viền thì sẽ có một vài thông tin cơ bản. Và ở dưới lớp thép này là bộ máy Miyato 82S7 với thời gian tích cóp là 42 giờ, sở hữu cho mình là 21 chân kính và 21.600 dao động mỗi giờ. Cuối cùng thì chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với những anh em nào thích sự mới lạ, độc đáo và phá cách, thích đeo những chiếc đồng hồ có cá tính và mạnh mẽ. Với mức giá chưa đến 20 triệu tại mastertime.vn, với tình trạng là hàng new, full box và cạc, thì anh em nghĩ sao về mẫu đồng hồ Digit 01 này? Hãy để lại comment ở phía dưới và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem được nhiều video review đồng hồ chính hãng khác.
Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.